Vâng, chào các bác. Hôm nay ngày 31 tháng 5 năm 2022 thì cũng là cuối tháng rồi. Em làm một cái video giới thiệu tổng quan về bãi bên em, giới thiệu sơ qua về những chiếc hiện đang còn tồn bãi tính cho đến thời điểm hiện tại. Các bác tham khảo, nếu mà chiếc nào mà ưng ý hay vừa ý các bác có thể qua xem và cho xe luôn. Như các bác đang quan sát đây là một chiếc UCM 2 tấn số sang, một chiếc Komatsu 2 tấn số tự động. Đây là Sumitomo 3,5 tấn số tự động được định giá. Và đây là một chiếc xe xăng, một Mitsubishi số sàn dịch giá. Đây là Nissan 1,5 tấn số sàn. Đây là Komatsu, Komatsu FD25-11 số sàn gần gú lốp ghép, chuẩn hàng vật liệu xây dựng các bác. Đây là Nissan, cũng là số sàn gần gú lốp ghép, rất là đẹp. Đằng sau là Toyota 7FD25 số tự động. Mitsubishi 3,5 tấn 6 máy số sàn lốp kép. Mitsubishi 3,5 tấn chức năng kéo đẩy số tự động. Đằng sau là một chiếc xe 7FG20 số sàn chạy xăng. Còn đây là Toyota 1,5 tấn số sàn. Sau là Mitsubishi 1,5 tấn số sàn dịch giá. Tiếp theo là Toyota 6FD25 chạy động cơ 2Z mâm xoay số sàn. Sau là Komatsu 1,5 tấn xe xăng số tự động. Đây là Mitsubishi 2,5 tấn số sàn Pati Barao chui công dịch giá, che là dịch xăng. Đây là Sumitomo 3,5 tấn số sàn lốp kép dịch giá. Tiếp theo là TCM 2 tấn số sàn chui công. Đằng sau là Komatsu FD20-10 số sàn gần gù, rất đẹp. Đây là Mitsubishi 3 tấn số tự động dịch giá, sản xuất năm 2016. Bên cạnh là Toyota 8FD30 sản xuất năm 2008 số sàn dịch giá tháp 4m. Đây là TCM 2 tấn số sàn, xe rất đẹp luôn, xe cũng như là mới. Còn đây là bộ đôi Komatsu FD28-7, một chiếc có gật gù, một chiếc không gật gù, tất cả đều số sàn, xe đẹp, giá rẻ. Đây là Toyota 5FD30 số sàn. Bên cạnh là Toyota 6FD20 số sàn dịch giá lốp kép. Chiếc này thì thay gật gù đây, chuẩn hàng vật liệu xây dựng luôn ạ. Đây này thì là một chiếc đời cao Unicarry 2,5 tấn đời 2016 số tự động dịch giá. Đây là Mitsubishi 2,5 tấn số sàn lốp kép tháp 4m. Sau là Nissan 1,5 tấn số sàn. Đây là Komatsu
FD25 FD20 chiều 11 xuống tiếp ạ. Đây là PCM. PCM 1,8 tấn số tự động gần gù. Sau là PCM 1,8 tấn và số sàn. Đây là Komatsu 2 tấn đời trường 11 số tự động. Và TCM 3 tấn số tự động và dịch càng tháp chui công. Tiếp theo là một chiếc xe xăng Nissan 2,5 tấn số sàn. Đây là TCM 1,5 tấn số tự động. Được. Sản xuất năm 2015. Đây là Komatsu 2,8 tấn và chiều 14 sản xuất năm 2000. Tháp Batibara chui công lưng 5,5 m. Đây là Toyota 4FD25 số sàn. Mitsubishi 1,5 tấn và số tự động dịch giá. Bên cạnh là một chiếc sản phẩm Komatsu. Komatsu FD20 chiều 17 và sản xuất năm tháng 12 năm 2011. Số tự động dịch càng. Xe rất đẹp, xe về được cực khỏe luôn. Đây là Sumitomo 4 tấn và số tự động. Sumitomo. Và đây là Toyota 7FD25 số tự động. Tháp Batibara suy công gần gù lốp tép. Xe rất là đẹp, vừa về bên em luôn. Vừa về hôm nay. Đây là Toyota 6FD25 số tự động nhà cơ bản. Đây là Nissan 2,5 tấn số tự động, số sàn, dịch giá, tháp Batibara truy công, sản xuất năm 2013. Đây là Sumitomo 3,5 tấn số tự động nhà cơ bản, sản xuất năm 2008. Xe rất là đẹp, còn rất là mới luôn. Đây một chiếc Komatsu 1,5 tấn số sàn, sản xuất năm 2004, chạy dầu. Đây là Komatsu FG20 số sàn, loại có thể chạy xăng rồi. Đây là Komatsu 1,5 tấn chạy xăng, số sàn dịch càng. Bên này là Unigari 2 tấn và số tự động, tháp Batibara chui công, dịch giá, sản xuất năm 2015. Bên đây là một chiếc Sega Sumitomo 3,5 tấn sản xuất năm 2011, số tự động, dịch giá. Đây là Komatsu 1,5 tấn và sản xuất năm 2005, xe chạy xăng, số sàn, dịch giá. Đây là Sumitomo 3,5 tấn 3 tấn ạ, số tự động, dịch càng. Đây là một chiếc TCM đời mới, TCM đời 2015, số sàn gật gù, lốp lan rất đẹp luôn, mọi thứ gần như mới. Đó. Này thì xe này thì khách nhờ sửa hộ. Đây là Komatsu FG15 chiều 12
Susan gật gù tháp 4m, xe rất là đẹp. Đây một chiếc kẹp gấp của khách được ngoài Unigari 2,5 tấn sản xuất năm 2015. Còn đây là Komatsu FD25-12, số sàn lốp ghép gật gù. Komatsu FD35-5 số tự động, dịch giá khoảng 4m, xe rất là đẹp. Bên sở thì em còn một vài con ạ. Vâng, rất đẹp luôn. Vâng, vừa rồi em giới thiệu sơ qua tổng quan về bãi bên em. Vâng, chiếc nào bác nào ưng ý thì có thể nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp qua số điện thoại em để bên dưới góc màn hình. Vâng, hoặc là ưng ý thì có thể nhắn qua, gọi qua em em tư vấn trực tiếp. Vâng, ưng ý được thì qua số luôn. Vâng, qua cứ qua em báo giá cụ thể từng xe một, xe với một rất là nhiều luôn. Và vừa em đến sơ qua này còn hơn 60 chiếc rồi. Loại dòng nào cũng có. Còn các bác đang xem thì ưng chiếc nào thì nhắn qua cho em. Xe thì giấy tờ đăng kiểm đầy đủ, lúc nào cũng sẵn bãi. Khi lấy xe thì các bác sẽ được bảo dưỡng lại toàn bộ xe. Bơm dầu, bơm mỡ, vâng, thay củ lọc, lọc dầu, lọc gió các thứ luôn. Xe về các bác chỉ phải chạy. Các bác lấy xe bên em sẽ được bảo hành 6 tháng. Vâng, xe rất là đẹp luôn, rất nhiều xe. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nếu bác nào thấy video hay thì để lại một like, một đăng ký kênh, bấm chuông để những trò mới về video của em. Vâng, các bác bấm chuông thì những video mà em đăng lên sẽ tự thông báo về mấy các bác. Vâng, sắp tới thì em làm chi tiết từng xe một. Vâng, chi tiết từng xe một xem nó có những chức năng gì, máy móc nó ra sao. Vâng, các bác có thể bấm chuông để những thông báo mới về video của em. Vâng, cảm ơn các bác. Hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo.